Trên tay tôi hiện tại đang là cái cục Amazon Echo Dot, cục Google Home Mini. Thì và đây đây là cái phiên bản mới. Thì cái phiên bản của Amazon Echo Dot á, phiên bản mới nhất là thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ ba thì vừa được Amazon phát hành dịp Black Friday vừa rồi, tức là tầm tháng tháng 10, tháng 10, tháng 11 năm 2018. Còn đây là cái phiên bản cũ hơn, phiên bản cũ hơn, thế hệ thứ hai. Thì cái lúc mà cái phiên bản hai này ra đời thì tôi cũng đã làm một cái video, cũng như có luôn cái video review so sánh giữa hai cái này. Nhưng có điều nó chưa được boost, nó chưa được boost. Thì hôm nay cái Echo Dot này á, thường thì từ khi nó ra đời về cho tới nay á, thì gần như là về lúc nào là nó hết lúc đó. Do đó tôi cũng không có cái cơ hội để mà review các sản phẩm này. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi và cái số lượng nó về cũng khá là nhiều, như các bạn xem. Đây, lên nữa, lên thành núi luôn. Đó, và một 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 thùng lớn ở ngoài đã đóng gói sẵn để ship. Thì tôi sẽ lấy một cái để gọi là review, cũng như là hướng dẫn, đồng thời cũng là nó là một cái hướng dẫn cài đặt luôn. Ở đây tôi sẽ chọn cái màu xám ha. Ở đây tôi chọn cái màu xám. Ok. Thì cái bản Echo Dot cũ á, thì các bạn thấy ở đây tôi có một cái bản Echo Dot cũ, cái hộp á, nó chỉ như thế này thôi. Thực ra đây là cái bản refer nha các bạn. Bản refer Amazon nó có bán hai dạng hàng, một dạng là brand new và một dạng refer. Tức là cái hàng này là hàng Amazon đã bán cho khách rồi, nhưng mà họ đã mở hộp và vì một lý do gì đó họ trả hàng, họ không thích họ trả hàng. Hay sau đó thì Amazon sẽ tiến hành kiểm tra thiết bị và nếu nó tình trạng hoạt động tốt thì nó sẽ bán lại, nhưng mà cái hộp nó sẽ là màu đen. Hộp nó sẽ là màu đen. Còn cái hộp gốc của nó thì cũng màu xanh như thế này luôn. Nhưng mà phiên bản mới á, thì các bạn thấy cái bản mới thì nó đổi lại là cái hộp hộp hình vuông to và nặng. Cái bản mới có vẻ sẽ nặng hơn cái bản cũ rất là nhiều luôn, nặng hơn rất là nhiều luôn. Đó, bản cũ này nó chỉ là cái hộp hình chữ nhật nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì các bạn thấy cái bản mới đây, bản mới của nó và cái Google Home là gần như là bự như nhau luôn, gần như là bự như nhau luôn. Mà nó cái hộp á, thì nó nhỏ hơn Google Home Mini nhưng cái khối lượng nó nặng hơn. Thì chúng ta sẽ xem, hy vọng là cái chất lượng của cái loa nó sẽ ổn hơn cái phiên bản cũ. Cái phiên bản cũ đây. Chúng ta sẽ xem bản mới và bản cũ nó khác nhau như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ khui nó ra. Thì quan trọng là một cái sản phẩm nó nguyên seal, là các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái seal của Amazon nè. Quan trọng là cái này ha. Còn cái lớp ni lông bên ngoài có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đây, các bạn thấy. Bây giờ cái màu này là màu xám. Hiện Echo Dot nó có hai màu, ba màu nha các bạn thấy nè, đây là màu đen nè, đây là màu xám và đây là màu trắng. Đây là màu trắng nè, đây là màu xám, đây là màu trắng. Thì hai cái màu này nhìn trên trên nhìn ở ngoài thực thì nó mới phân biệt được thôi, chỉ còn trên video thì nhìn hai màu này nó gần như là nó như nhau. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp để xem. Đây.
nó đây. Đầu tiên thì thôi mình so sánh nó với cái bản cũ đi. Các bạn thấy ha, kích thước, về kích thước á, thì nó to hơn. Và cái bản mới á, thì ở bên đây nè, nó có một cái lớp nỉ, vải nỉ đó, đó. Ở trên đây nói chung nó thiết kế bo tròn, bo tròn nhìn đẹp hơn rất là nhiều so với cái bản cũ này. Bản cũ này cái đường viền nó là nhựa, cái này nó làm đẹp hơn. Và thật sự mà nói thì nặng hơn rất là nhiều, và mình nghĩ chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn cái bản cũ. Thì với riêng hai hàng này thì mình đã có một cái bài so sánh, thì về chất lượng âm thanh thì Google Home Mini được đánh giá cao hơn rất là nhiều. Nó nghe nó âm thanh nó to hơn Amazon Echo Dot bản cũ. Còn để xem mình sẽ so sánh cái thế hệ này nó như thế nào. Ở phần sau nó thì vẫn như bình thường thôi, vẫn như bản cũ nè. Các bạn xem. Đây. Đây, sự khác nhau đây. Bản cũ của nó cái này là cái dây sạc ha. Dây sạc, và cái ngõ này chính là cái ngõ ra âm thanh jack 3.5 để các bạn kết nối với hệ thống loa. Còn cái này bản mới á thì ở đây, dây sạc nó là chuyển sang, nó không sử dụng dây sạc micro USB nữa. Đó, mà nó xài cái sạc riêng của nó nè. Cái dạng cái đầu tròn chấm nè, thì không biết tại sao lại làm cái chuyện này. Amazon lại làm cái chuyện này, bởi vì thực ra cái dây sạc USB thì nó phổ biến hơn, vì nếu mà chúng ta mất cái dây sạc của nó mà mình có thể sử dụng những cái dây sạc chuẩn chuẩn tương đương để mà sạc. Còn như kiểu này thì tiêu luôn. Đó. Phía sau. Phía trước. Ok. Và mình so sánh một chút với cái Google Home Mini luôn ha. Sẵn mình so sánh luôn này, nó bự, kích thước bằng luôn, bằng đúng Google Home Mini luôn, chắc không phải ngẫu nhiên đâu. Thì cũng tốt thôi, bởi vì tôi bên shop mình nó chuẩn bị bán một cái đế, kết hợp, và có thể để được hai cái dụng cụ này luôn. Và nếu kích thước bằng nhau như vậy thì quá đẹp. Và các bạn có thể mua, và để một, hoặc là để Echo Dot, hoặc là để cái Google Home Mini luôn, bao đẹp. Thì nhìn sơ ở đây thì mình thấy vẫn là bốn nút, của nó thôi. Đây, cộng trừ, tắt mic, và cái nút nó phản ứng nhanh của nó đây. Rồi, bây giờ mình sẽ khui hộp tạm thời để trên đây và xem ở bên trong hộp nó còn có những cái gì ha. Đây là một cái cuốn sách. Đây, các bạn thấy. Rồi. Con đó nó đây. Rồi. Ở bên dưới của nó đây là cái bộ, đây bộ sạc và adapter đây. Và đây các bạn thấy cái đầu nó là đầu tròn đây. Thì một nghịch lý là cái ở cái phiên bản cũ á, khi mà các bạn sử dụng những cái thiết bị như Candlefire á, máy đọc sách của Amazon á, thì nó lại không đi kèm cái adapter.
thì ở đây cái bản Amazon giá rẻ hơn rất nhiều, thì Amazon lại đi kèm cái adapter. Và với bản cũ thì mình có thể sử dụng adapter đó để sạc cái máy tính bảng, nhưng với cái bản mới này thì cái cục adapter này các bạn thấy nó dính dính luôn vào cái đầu sạc, nó đầu như này. Đây mình xem. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt luôn, tiến hành setup nó luôn. Thì như các bạn thấy á, là bây giờ hiện tại trên nhà tôi á, là vì một review hay là gì đó chăng nữa, thì các bạn thấy bản cũ, bản mới, và nó thậm chí là còn thêm một cục tương tự như này ở ngoài kia nữa, và thêm một cái cục refer màu đen như các bạn thấy nữa, đó là bản cũ. Bây giờ thêm bản mới và thêm một cục Google Home Mini nữa, thì số lượng phòng không đủ so với cái số lượng thiết bị. Đó, số lượng phòng gần như là không đủ so với số lượng thiết bị luôn. Giờ chứ không lẽ đặt vô trong toilet luôn chứ. Đây ok, bây giờ mình sẽ cắm điện ha. Rồi. Cắm điện vào. Thì ở đây á mình sẽ tôi sẽ tiến hành setup nó. Đây. Đèn đang là màu xanh nha các bạn. Tôi sẽ tiến hành setup nó từ iPhone. Thì một cái điểm bất tiện của Echo Dot đó là cái app Alexa nó chưa có hỗ trợ ở Việt Nam, có nghĩa là nếu bạn xài iPhone bình thường tiếng Việt đồ bình này nọ sẽ không tìm thấy cái app Alexa trên cái Play Store hoặc là cái App Store của Apple. Đó. Thì với Android á, thì nó dễ dàng hơn, là mình có thể tải cái file APK về và mình tự setup. Nhưng với cái Apple này á, như với cái Apple này á. Hello. Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. Mà với cái thiết bị này á thì mình phải đổi cái region của nó sang sang Mỹ nè. Tương tự với cái App Store, rồi lúc đó mới tải về và cài đặt được cái Alexa. Thì với cái những cái thiết bị của mình á, thì đa số là mình xài trên cái store Mỹ, bởi vì tài khoản Apple của mình là ở Mỹ, cho nên mình cứ xài store Mỹ, mình có thể tải dễ dàng được. Thì cái việc đổi region thì cũng nhiều bạn làm rồi, đổi region trên iPhone thật ra nó cũng không khó, bạn có thể đổi dễ dàng và cài được cái app Alexa. Thì ở đây tôi chỉ là giả sử như bạn đã cài được rồi. Còn nếu mà bạn chưa cài được thì có thể liên hệ để thay tôi hướng dẫn cách đổi cái region để mình cài. Thì ở đây giả sử cài đặt rồi thì bây giờ tôi sẽ mở nó lên. Đây. Mở nó lên. Ok. Thì hiện tại là các bạn thấy là cái đèn nó màu cam, nó đang đợi để set up ha. Nó đang đợi set up là cái đèn màu cam nè. Bây giờ tôi phải đăng nhập vào cái tài khoản Amazon của mình. Ok. Thì sau khi mà đăng nhập vào tài khoản Amazon á, thì các bạn thấy màn hình nó đây. Và ở đây tôi sẽ am nhân viên ok hello cho phép Alexa truy cập contact ok luôn, send you ok luôn, allow luôn. Rồi flip stereo net net calling net new way to manage net done. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thêm add device ha. Add device. Ở đây mình chọn là Amazon để coi Echo đi. Rồi. Mình chọn Echo Dot. Ở đây, đây các bạn thấy nè, cái bản này bản cũ nè. Thế hệ nhất hoặc thế hệ thứ hai.
và mình đang set up cho cái thế hệ thứ ba thì mình chọn cái thế hệ thứ ba. Hiện tại cái đèn nó đang màu cam nha các bạn. Cái đèn nó đang màu cam ha. Đây, và nó tìm được thiết bị rồi nè. Echo 69X. Mình ok luôn. Và mình chọn cái kết nối. Bây giờ nó đang tiến kết nối với wifi ha. Kết nối với cái mạng wifi. Và dĩ nhiên là mình cái mạng nó phải kết nối chung với cái mạng mà cái điện thoại này đang kết nối luôn. Thì mình hy vọng là cái bản mới này nó có cái app nó đủ thông minh để nó truyền luôn cái kết nối mà mình không cần phải. Rồi ok, đó. Thì ở đây mình không cần phải nhập lại password wifi nha. Your device is ready. Rồi. Như vậy là xong. Như vậy các bạn thấy nó vừa mới báo do device ready và cái đèn nó tắt ngay lập tức luôn, coi như không còn gì nữa. Bởi vì nè, do you want to connect Echo Dot to an external Bluetooth speaker? No. Ok. Where your Echo Dot? Bây giờ mình where your Echo Dot thì bây giờ mình sẽ để nó ở toilet ha. Thôi bản mới. Cái bản này là bản này là bản mới thì mình sẽ cho nó vô master room luôn. Vô phòng kitchen upstairs out there, I don't know the way landing hall, toilet, bathroom. Ok, mình sẽ cho nó vô dining room đi. Rồi, ok. Rồi, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ vô phần đây, device đây, phần quản lý đây. Dining room. Thì ở đây các bạn có những cái group này, dining room thì các bạn xem có một cái khăn Echo Dot thứ 36. Echo Dot thứ 36. Khăn Echo Dot thứ 36. Thì nó có thể là ở đây là nó mình kết nối với cái tài khoản mua hàng của mình thì cái Echo Dot màu xám nha. Cái màu xám này là cái Echo Dot thứ mình mua thứ 36. Đó, thì ở đây nó có thể nhận diện được. Setup. Ok. Rồi. Bây giờ mình có thể sử dụng nó. Alexa. Đó. Alexa, can you make an announcement? What's the announcement? Hello from shop. Announcing. Hello from shop. Okay. Thì một trong những cái tính năng mà Amazon bổ sung cho Echo Dot hồi năm rồi á. Đó là cái tính năng phát đi thông báo giữa các Echo Dot với nhau. Tức là ví dụ cái Echo Dot này nó đang ở trong phòng này đi. Bạn muốn nó gửi một cái thông báo tới một cái phòng khác chẳng hạn. Cái phòng đó cũng có Echo Dot. Ví dụ kêu bọn trẻ đi ngủ. Thì mình có thể make an announcement. Mình kêu đi ngủ đi. Nó sẽ thu âm cái giọng nói của mình và nó phát qua bên kia. Mình tính năng rất là hay. Và cái đó thì cả Google Home Mini và Echo Dot đều làm được. Bây giờ mình sẽ test thử cái loa của Echo Dot. Alexa, play music. Here's a station you might like, Justin Bieber on Amazon Music. Like Justin Bieber. Alexa. Alexa. Volume 10.
Alexa, volume 5. Như các bạn thấy thì Alexa, stop music. Như các bạn thấy thì mình vừa để cái mức volume maximum của nó luôn. Thì thật ra thì phải nói là cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn cái Echo Dot cũ. Có thể là cái phần loa ở đây các bạn thấy những cái khe xung quanh nè. Đó. Còn cái phần loa bây của cái Echo Dot mới nó phát ra âm bass rất là khá là chắc. Nói chung là về phần âm thanh thì nó hay hơn cái Echo Dot cũ, và đồng thời thì nó có một số cải tiến. Ví dụ như các bạn thấy ở cái trong mà lúc nó đang phát nhạc á, mà tôi kêu nó nhận lệnh á, thì nhạc sẽ được tự động bật nhỏ xuống làm nền. Còn ở với phiên bản cũ á, thì nếu tôi nhớ không lầm thì nó ngắt nhạc luôn, nó ngắt luôn và nó nhận lệnh. Để xem. Alexa, where my stuff? Sorry, I don't know that. Alexa, where my stuff? I'm not sure. Okay. Nặng. Thì cái một số bạn, rất là nhiều bạn hỏi tôi là cái loa này nó phát nhạc như thế nào, như thế nào, thì tôi cũng xin nói là cái loa này mục đích của nó, cái loa của nó chỉ để phát âm thanh thôi, chứ nó thực sự nó không phải để phát nhạc, nó không để phát nhạc nha. Bởi vì như bạn thấy cái này là cái loa thông minh thôi, loa Bluetooth thông minh, nó không phải là một cái loa Bluetooth chuyên dụng để nghe nhạc. Cho nên nếu mà nó thông minh ở cái chỗ nào, tức là cái loa nó chỉ đủ để mà mình nghe nhạc dạng là nghe chơi, và nó chỉ đủ để nó phát ra cái âm thanh hồi đáp cho mình là chủ yếu, chứ nó không phải là một cái loa Bluetooth nghe nhạc. Cho nên nếu bạn cần một cái loa mà để nghe nhạc thì kết nối Bluetooth hay gì đó thì tránh xa nó ra nha. Cái này nó chủ yếu để sử dụng để mà điều khiển các thiết bị thông minh, thì nói chung thì các bạn nên tìm hiểu nó. Thì ở đây tôi xin nói luôn là nếu các bạn muốn sử dụng cái Echo Dot hoặc là cái Google Home Mini á, để điều khiển những cái thiết bị khác trong nhà, ví dụ điều khiển cái hệ thống cửa cuốn nè, cửa tự động nè, TV, máy lạnh, quạt, máy, hay là tất cả những cái loại thiết bị mà nó điều khiển bằng remote á, thì các bạn phải mua thêm một cái cục mà bắt được những cái tín hiệu sử dụng remote đó. Chứ bản thân Amazon Echo Dot nó không bắt được nha các bạn, nó không bắt được. Nhưng mà các bạn phải mua một cái thiết bị trung gian nữa. Ở Việt Nam người ta đang bán cái là cái Bradlin, cái bộ Bradlin. Thì cái bộ đó nó có thể hoạt động độc lập, bản thân cái bộ đó nó có một cái app riêng và nó hoạt động độc lập bằng cách là nó được cài đặt sẵn những cái tần số của những cái thiết bị thông dụng, ví dụ như là cửa cuốn, remote, tivi, những cái loại thông dụng á. Thì khi các bạn cài đặt thì các bạn chỉ cần chọn cái model tivi là ngay lập tức là nó có thể điều khiển được cái tivi đó. Nó có thể điều khiển được cái tivi đó. Còn đối với những cái loại mà nó chưa có được ép vô sách sẵn á, thì nó sẽ có cái tính năng là học. Tức là khi bạn sử dụng cái remote mà bạn muốn nó bắt chước á, bạn bấm thì nó sẽ học được, nó bắt được cái sóng và nó đọc được cái tín hiệu, thì nó thêm vào cái bộ nhớ của nó thì nó có thể điều khiển được cái thiết bị đó luôn. Tương tự thì cái bộ Bradlin đó, nó ví dụ như nó có thể turn on turn off cái tivi. Tức là khi mà bạn xài cái Bradlin đó, bạn có nó có cái app của nó, thì từ cái app của nó bạn có thể điều khiển tắt bật tivi, tắt bật quạt, ý là những cái quạt mà có remote đó nha, chứ còn những cái quạt mà giật dây thì bó tay nha. Đó thì sau đó bạn có thể kết nối cái Amazon Echo Dot này với cái Bradlin đó để làm gì, để điều khiển bằng giọng nói. Thay vì bạn mở cái app của Bradlin lên, bạn chọn on off đồ này nọ, bạn cứ kêu Alexa turn off TV
đó là nó sẽ tự động nó kết nối với cái Rustlin đó, và cái Rustlin đó nó sẽ bật cái tín hiệu mở tắt tivi, mở quạt, mở quạt, mở cổng gì, mở máy lạnh gì tùm lum tà la đó, đó nó sẽ làm được. Thì tôi đã có cái bộ Rustlin rồi nhưng mà chưa có review, và bây giờ do cái đợt dọn nhà Tết á cũng đem cất nó luôn ở đâu bây giờ nhất thời tìm không có ra để cho các bạn xem thử trong cái video này. Nhưng mà một khi tôi đã khui cái này rồi thì có nghĩa là cái thời cơ mà để toát test cái Rustlin đó đã đến rồi ha. Tại vì cái Rustlin đó tôi mua từ thời có cái phiên bản 2 này rồi tới giờ vẫn chưa khui đó. Thì tôi sẽ có một cái video riêng về cái vấn đề đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ha. Nếu các bạn cần mua cái thiết bị này thì hiện tại nó đang được sale với giá dưới 1 triệu, với giá dưới 1 triệu, các bạn có thể liên hệ với Tùm Lum Shop ha. Rồi xin cảm ơn các bạn.